Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 1 của olm.vn. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các con chữ cái B, phát âm B. Các con cùng đọc theo cô nhé. B, 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 B. Đầu tiên, chúng ta cùng làm quen với một người bạn mới. Các con hãy nghe xem tên của bạn ấy là gì nào. Van. Van. Các con có thể nhắc lại tên bạn ấy giúp cô được không? Van. Van. Đúng rồi, bạn ấy tên là Ben. Bây giờ các con hãy cho cô biết đây là gì. Cô có một gợi ý cho các con. Tên của đồ vật này bắt đầu bằng chữ B. Đúng rồi. Các con hãy đọc theo cô nào. Book. Book. Trước khi tiếp tục bài học, các con hãy trả lời câu hỏi sau giúp cô nhé. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Đồ vật tiếp theo là thứ đồ chơi rất quen thuộc với các con phải không nào? Các con hãy cùng đọc theo cô nào. Ball. Ball. Cuối cùng là một con vật rất đáng yêu. Con vật này được gọi là gì trong tiếng Anh các con nhỉ? Các con cùng đọc theo cô nào. Bee. Bee. Bây giờ các con hãy cùng trả lời câu hỏi sau giúp cô nhé. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Bây giờ chúng mình cùng ôn tập lại 4 từ vừa học. Van. Book. Ball. Bee. Van. Book. Ball. Bee. Tốt lắm! Bây giờ chúng mình hãy củng cố bài học bằng bài tập ngắn sau nhé. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Các con có biết tại sao chữ B trong tên bạn Ben lại viết khác với chữ B trong tên các vật còn lại không? Đúng rồi, vì Ben là tên riêng nên chúng ta phải viết in hoa chữ cái đầu. Hãy cùng cô học cách viết chữ B in hoa và in thường nhé. Đầu tiên là chữ in hoa. Tiếp đến là cách viết in thường. Trước khi kết thúc, chúng ta hãy cùng ôn lại các từ vừa học bằng một bài hát nhé. Các con hãy hát theo cô nào. Hi guys, let's chant together. B, Ben. B, Book. B, Ball. B, Bee. Good job. Let's do it again. Here we go. B, Ben. B, Book. B, Ball. B, Bee. Great. This time, I want you to whisper. B, Ben. B, Book. B, Ball. B, Bee. Bye. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.